Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nhắc đến cái việc là hàng năm thì chúng ta cứ thấy vào một cái thời điểm nhất định là thấy khắp nơi đều có hình ảnh của những em bé những cái bạn trẻ hướng đạo đứng ra bán những cái hộp bánh cookie Họ nói một năm như vậy đó cái số lượng bánh cookie này đưa ra là 200 triệu hộp, 200 triệu ừ. hộp. Mình thấy ở khắp nơi trên khắp nước Mỹ từ ngoài shopping, ngoài chợ rồi trong các văn phòng có công những đứa bé nó vô nó bán rồi các cái trường học vân vân. Nhưng mà sau cái thời gian đó trong kéo dài trong vòng một tuần hay tuần gì đó thì đột nhiên là nó biến mất hết, không còn thấy nữa và mình cũng không thể mua được những cái hộp bánh này ở các tiệm ở ngoài, chỉ có thời điểm đó là những cái bé hương đạo này là bán thôi. Thì thông thường người ta nghĩ rằng là ok vậy chắc là bán hết rồi, ừ. không ai để ý đến cái chuyện rằng là, là ở cái bánh hay là băn khoăn về cái chuyện nó còn hay là không. Họ nói cho đến năm 2013 đó khi mà thấy xuất hiện những cái hình ảnh mà những người đổ rác họ trút bỏ những cái hộp bánh khúc kỳ này nè, Họ nói bye bye sau nhiệm vụ của mày rồi thì người ta cảm thấy là trời những cái hộp như vậy tại sao lại bỏ đi rất là uổng thì kể từ đó đó họ mới cho biết rằng là ok những cái hộp bánh mà bán không được họ không có nói có số lượng là bao nhiêu thì sẽ được quyên góp cho những cái tổ chức uh, giống như là từ thiện hay là cho uh, food banks nhưng mà tất cả đều với cái điều kiện là không có được bán lại tức là cái bánh đó chỉ dùng để tặng cho thôi chứ không có được mang ra chỗ khác để mà bán lại nhưng mà cái việc đó được thực hiện như thế nào không có một cái báo cáo nào hết à. người ta không biết là số lượng bán ra là bao nhiêu số lượng còn lại là bao nhiêu và cái còn lại đó khi mà họ nói là họ đưa cho chỗ này chỗ kia đó thì họ có đưa hay không cũng không biết hay là họ để đó rồi họ vứt những cái câu đó không có câu trả lời bởi vì khi mà họ họ đi tìm hiểu á, họ nói họ lấy một số những cái ví dụ à, như là họ đến họ tìm hiểu ở một cái à, chỗ mà à, hướng đạo nữ girl scout ở à, phía nam của florida <laughs> thì ở đây á, họ cho biết rằng là cái số lượng mà họ bán ra đó là được à, một triệu tư hộp bánh nhưng mà họ nói là một triệu tư nhưng mà những người đi đến tìm hiểu á, họ nói ủa một triệu tư đó là có tính 10.000 thùng đang tồn động lại ở trong wow. cái chỗ mà cái cái kho chất của họ hay không 10.000 10 ngàn thùng. 10 thùng họ nói đó chỉ mới là một phần thôi đó là mới là một chương mới kiểm tra qua thôi xong rồi họ đi à, tìm hiểu à, tiếp rằng là à, ở những cái chỗ khác ở bên à, phía ở bên Texas thì họ biết rằng là họ nói rằng là họ đã tặng đến 7 gần hơn 74.000 những cái hộp bánh này à, cho những cái à, giống như là những cái trại lính gì đó ừ thì bây giờ nói là tất cả những cái bánh tặng đó là tặng hết toàn bộ những bánh còn lại chưa bán hay là chỉ một phần thôi thì khi mà người ta đặt câu hỏi như vậy thì bên đó không có trả lời ừ. họ nói cũng biết là đó là tất cả hay là nó còn sót lại ở đâu à, rồi khi mà họ hỏi ở cái khu vực mà ở Bắc Cali này họ hỏi thì ở bên này á cái tổ chức hướng đạo nữ bên đó cũng cho biết rằng là họ đã đóng góp hơn 170.000 hộp uh, trên nhiều cái khu vực county, quận huyện ở trở chỗ, chỗ trên uh, miền Bắc Cali để dành cho uh, cho những cái thực phẩm giống như cho người nghèo rồi uh, cho những cái uh, uh, những người mà thiện nguyện viên phục vụ cộng đồng vân vân. Nhưng mà khi lại cũng cái câu hỏi rằng là như vậy 170.000 hộp đó là đã có phải là tất cả cái số bánh còn lại hay không? Ừ thì họ cũng không nhận được câu trả lời có nghĩa là đến bây giờ đó cái câu của họ là ok cái số lượng bánh mỗi năm họ sản xuất ra là chừng đấy 200 triệu hộp nhưng mà số lượng bán đi được là bao nhiêu những cái quản lý tiền nó như thế nào rồi số lượng còn lại còn lại thì cho đi đâu cho hết hay không rồi phần còn lại đó là gì hay là bỏ đi để mà hoang phí có nghĩa là rất là mập mờ những cái mà điều tra về những cái này đó nhiều khi nó cũng mang lại những cái bất ngờ lắm ừ. mình cũng không biết là uh, tiền đó nó như thế nào rồi hộp bánh dư hay là hộp bánh đó đã hết hạn để ăn rồi thì họ sẽ phải đi huyện như thế nào à, bây giờ cũng liên quan tới ăn uống đi ngọc lan thì bán bánh bánh cúc à, cho hướng đạo <laughs> mà cái bánh này nhiều khi học sinh đó, đi học trong trường cũng mang về nhà thì đó nói rằng là để, à, để bán đó, bán đó yeah. nhờ bạn bè nhờ ừ. ba má bán giùm cho người cho đồng nghiệp trong sở làm gì vân vân đó. À, Starbucks mới tuyên bố rằng là họ sẽ à, tân trang lại những cái cửa hàng Starbucks và đặc biệt trong năm nay thì khoảng có khoảng 600 cửa hàng Starbucks sẽ được remodel tức là à, tân trang nó trở lại. Thế là tại sao? Họ nói rằng là cái vấn nạn khi mà đi vô trong một cái tiệm Starbucks để mà mua đồ đó nhiều khi chúng ta phải hét lên. gì nhiều, nhiều khi mình nói Ồ, mà bên nghe. kia không nghe hoặc là bên kia nói lại với mình cái gì đó mình cũng không nghe. Thành ra nhiều khi mình tới mình mua một ly cà phê nóng nên họ lúc mà họ đưa thì lại là một, một ly cà phê lạnh có đá. Thế tại vì cái âm thanh ồn ào ở trong một cái quán cà phê nhất là cà phê Starbucks đi thì họ nói rằng là nó quá ồn ào, nó không có những cái miếng gọi là cách âm tốt. <laughs> Hay thì Công ty Starbucks nói rằng là chúng tôi sẽ tân trang lại khoảng 600 tiệm bắt đầu từ bây giờ cho đến cuối năm. đó Ở Mỹ này có khoảng hơn 16.000 tiệm Starbucks. Từ giờ đến cuối năm sẽ có thêm khoảng 6, hơn 600 tiệm nữa, tiệm mới nữa. Và họ nói rằng là họ sẽ cố gắng làm sao mà cho tới khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ có tới 20.000 tiệm Starbucks. Đặc biệt đó nha, thưa quý vị trong 20.000 tiệm Starbucks thì chỉ có 60% tiệm là có cái lối lái xe đi vào để order tức là drive through 60% thôi thế thì những cái hệ thống mà chúng ta order ngồi trong xe chúng ta nói như vậy đó thì ở bên kia có nghe rõ hay không rồi bên kia nói lại chúng ta có nghe rõ hay không hay vì thay vì nó nó bị ảnh hưởng bởi những tiếng đồn chung quanh tiếng xe chạy tiếng xe cứu hỏa tiếng người nói chuyện này kia đó nó có sẽ ảnh hưởng đến cái món nước thức uống mà chúng ta đã order mà không biết nó, nó sẽ ra đúng hay sai nữa đó thì những cái đó họ nói rằng là chúng tôi muốn sẽ làm cách nào đó để mà làm giảm những cái tiếng ồn ở chung quanh khi mà quý vị order quý vị không phải bước vô tiệm sao bất mà phải hét lên tôi muốn ly cà phê nóng tôi muốn ly cà phê lạnh này kia đó để, để cho bên kia làm đúng cái món của mình rồi cũng trong cái thống kê này đó họ nói rằng là càng ngày người ta càng mua những thức uống có đá hoặc là thức uống lạnh nhiều hơn là nóng. Cho nên nếu vào những thời năm 1900 bao nhiêu hồi đó mà người ta thường uống thức nóng nhiều hơn thì bây giờ người ta lại đổi lại người ta uống thức lạnh nhiều hơn. Và khi uống lạnh nhiều hơn như vậy đó thì phải có đá nhiều, phải có những cái máy làm đá. Thì họ nói rằng là để cách giảm chi phí chúng tôi sẽ làm cái cục đá đó kiểu mới nữa bằng những cái phương tiện gọi là tiết kiệm năng lượng hơn mà cái cục đá nó sẽ có cái hình thù khác hơn cái đá bây giờ rồi mà chúng ta thấy ở trong những tiệm ta bất Cho nên họ nói rằng là nền suy thoái kinh tế nó làm cho chúng tôi phải suy nghĩ lại rất là nhiều việc Để mà phải làm sao để chúng ta không tốn nhiều tiền Tức là họ sẽ mua những cái máy làm đá mà nó ít năng lượng, ít tốn điện hơn Rồi làm đá hữu hiệu hơn, làm ra nhiều hơn Để mà giảm những cái chi phí đó cho cái tiệm ta Uh, nói về những cái uh, mà lái xe để đi vô mà mua uh, những cái này đó thì họ thống kê cho thấy rằng là có khoảng 25% khi mà những món đồ đưa ra cho khách hàng đó nó bị sai oh. <laughs> uh, order một ly gì đó lúc mà lấy thì lại là một ly khác xong thì cái người đó phải ô oh, tôi họ đưa lộn rồi tôi tôi order cái ly kia kìa thế là họ lại mang cái ly đó vô bỏ đi Ha, bỏ đi cho không bán lại nha bỏ đi rồi cái người đó phải đứng chờ ở đó để nhân viên làm một cái ly khác thì cái kéo dài cái thời gian người người đằng sau đang chờ đợi nữa cho nên đó cũng là cái gọi là cái vấn nạn khi mà order mà đi qua cái lối lái xe cho người khỏi phải khỏi có xuống xe đó thì họ nói rằng là khi tới đó à, quý vị nói cho những người pha chế đó, đó cái món gì mình muốn đó thì nói cho nó rõ ràng ra đừng có đừng 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 có mà, mà gọi là lâm bẩm ở trong miệng người đó không nghe đó là mình mình thế nào cũng bị là uống cái ly nước đó sai đó cho nên nói tới đó rồi mặc dù là họ sẽ là làm tân tiến lại cái hệ thống nhưng mà họ nói rằng là tới tới cho tới giờ phút này đó thì nhiều khi giữa cái người ở trong và cái người ở ngoài xe nói nó không có trùng khớp với nhau cho nên nhiều khi cái món đồ đưa ra nó cũng sai nữa họ làm nhiều cái thống kê lắm họ nói rằng là giờ phải cải tiến lại cái hệ thống lái xe đi vô order nè rồi hệ, hệ thống mà ở trong tiệm không có ồn nào khi chúng ta là có những cái trần nhà có cách âm nè để tiếng ồn nó giảm xuống để mình có thể order cho cái đúng cái món ly nước mình uống thì nó, nó cũng tốn tiền đó nha chứ hay không đâu nhưng mà họ đã là, là làm cho nó tốt hơn. À, chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay.